cái gì? Không, không kém. Không, em tự đi đi. Em lấy con dấu bông cho em. Sao em không đi đi? Nhưng mà chị. Không. Vậy thôi, chị mua cho em con khác đi. Chị đâu có tiền đâu mà mua. Chị xin ba Tùng á. Em xin đi. Thôi mẹ em sợ lắm. Vậy chị cũng sợ. Gì vậy? À, ba Tùng về. Gì mà giống gây lộn nhau vậy? Ba Tùng có muốn kẹo cho con không? Trời ơi, cái răng của ông súng hết trơn mà ăn kẹo cái gì. Không sợ sâu răng hả? Ừ. Ê, sâu răng đau răng lắm á, không ăn kẹo nhiều nghe chưa? Làm gì mặt buồn hiu vậy? Con đã quên con có bông ở cho bên nhà chị Vy. Bố quên, ba qua bệnh ba lấy làm gì buồn. Thôi ba đừng có qua. Sao vậy? Chị Vy có bạn trai rồi. Chị Vy không chơi với tụi con nữa đâu. Ai nói? Dạ, anh Sơn nói vậy với tụi con đó ba. Anh Sơn là ai? Dạ là bạn trai chị Vy. Anh bự to con lắm đó ba. Mà anh dữ lắm. Con chắc là không có vợ. Đang mà qua là bị anh đánh á. Trời ơi sợ quá. Làm gì quýnh tôi. Tôi qua tôi lấy đồ cho con tôi thôi mà. Giờ tôi qua bệnh tôi lấy nè. Bạn có ai đi chung với tôi không ta? Không đi, tôi không có thể đâu. Bạn cùng đi một mình đi. Hai đứa con có hiếu dễ sợ. À ơi đã quá con ơi. Bác ơi à. Bác thấy tay nghề massage của con đã không? Quá là giỏi. Số 1. Dạ. Bác nói thiệt con, nhiều khi bác tập thể dục ở dưới công viên xong, hoặc là bác đi đâu bác trở lên cái xương khớp nó vẫn còn bị nhức. Mặc dù mình có tập thể dục nhưng lớn tuổi rồi, con hiểu không? Dạ. Ê mà kỳ quá. Cái gì? Kêu bác nó ngượng miệng sao đó. Vậy hả? Thôi không ấy, con muốn kêu bác bằng tiếng. Trời ơi con ơi, hạnh phúc cho tôi quá đi. Tôi ao ước tôi có được một thằng con trai mà không bao giờ có được, chỉ có một đứa con gái thôi. Bây giờ có thằng này nó kêu tôi bằng tía là tôi có con trai rồi. Thôi được rồi, mày để thì tao sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Tao sẽ nấu một mâm cơm đàng hoàng tử tế, có trà có rượu. Đó, tao lựa ngay mùng 2, 16 tao cúng để tao nhận mày làm con nuôi. Vậy hả? Đó, nghĩa tử. Tía, tía, tía. Hả? Mùng 2, mùng 16 là ngày gì vậy tía? Ngày cúng hồn. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, gì vậy vậy? Không phải. Thôi, mùng 10. Mùng 10. Mùng 10 là tốt nhất. Mùng 10. Với ông thần tài, tôi có được thằng con trai, tức là tôi sắp giàu tới nơi rồi. Thôi, tía muốn giàu gì muốn giàu, nhưng mà con không muốn giàu, con muốn cái khác à. Con muốn làm con ghệ. Hả? Con rể. Dạ. Không? À. Con rể hay con nuôi gì cũng là con trai của tôi mà. Đây đây con có giùm cho tía con mấy giờ rồi con? Dạ đúng 4 giờ. 4 giờ chiều hả? Dạ. Đi chết cha thôi được rồi, cảm ơn con. Tía hứa với bà Chính với thêm hai ở dưới. Dạ. Tía xuống tía dạy thái cực quyền. Nói tao là hay giúp người lắm, con hiểu chưa? Dạ. Đó, rồi vậy nghe. Tía dạy xong tía lên tía chơi với con nghe. Dạ. À mà tía ơi. Tía giao nhà cho con mình vậy. Ừ. Tía không sợ hả tía? Sợ cái gì? Trời ơi, bạn tao toàn là mấy người làm trinh thám đồ không mày ơi, hình sự không mày ơi. Coi vậy chứ nghe, camera giấu kính nhiều lắm nha. Trời ơi, không có làm cái gì được đâu. Với bảo vệ ở dưới hả, mỗi một buổi sáng là tao lì xì cho mỗi người 100.000, thân với tao lắm. Dạ. Thiệt mà. Tí đâu đi phải tiếng chơi. Ờ, cứ thôi. Cha già này nổ dễ sợ. Mỗi ngày cho bảo vệ 100.000. Vô kiếm ai? Hả? Đâu? Ủa? Chú Đức đâu? Vy đâu? Chú Đức đi xuống dưới rồi. Vy cũng không có ở nhà. Hả? À, qua kiếm gấu bông của ông Bình. Chừng nào có Vy ở nhà tôi mới cho anh vô kiếm. Không được,
Tôi với lại chú Đức xa lạ gì đâu. Với lại Bình nó phải có con gấu bông nó mới ngủ được. Gì kỳ vậy? Đâu phải nhà của anh đâu. Tôi qua đây hàng ngày. Nha, nha. Cái anh này ngõ ngách trong nhà này tôi rành hơn anh á. Cái gì vậy? Ê, anh Tùng. Anh Tùng. Anh Tùng. Ủa? 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 Linh. Ủa? Mời Linh. Ủa? Ờ. Này, Linh qua nhà đây kiếm ai vậy? Ờ, thì qua kiếm anh chứ kiếm ai. Ủa? Linh. Ây da, quy đào. Đồ đồ. Đẹp. Linh ơi. Dạ, à, chuyện là em có làm ít bánh nhưng mà em không biết là bánh em làm có ngon không, có thơm không. Rồi em muốn tìm người thử bánh giùm. Vậy thôi. Thì sẵn tiện thì Sơn thử được không? Được. Trời ơi, bánh này ăn được uống nước nha anh. Trời ơi. À, nói nghe nè. Sao thấy anh hay qua nhà này chơi quá ha. Bác kêu qua chơi. À vậy hả? Đánh cờ. À vậy hả? À, bữa nào rảnh vẫn quẩn qua nhà lên chứ. Hôm nào rảnh sẽ qua. Anh ăn bánh đi. Thử bánh đi. Lột ra. À lột đi. Chưa ăn mà đã thấy ngon. Đã quá. Ăn. Đã lắm. Đã đi, ăn đi. Nè, tôi kiếm con gấu này nha. Ủa? Sao lên ở đây? Em qua đây đem bánh cho. À, đem bánh cho Sơn ăn hả? Đúng rồi. Đem bánh cho anh Sơn ăn nè. Anh ăn không? Không, tôi đâu ăn mấy bánh này. Thôi tôi không làm phiền, tôi đi nha. Anh Tùng. Ở lại ăn bánh với Sơn chứ. À thôi, anh Tùng. Ủa, cái gì vậy? Anh Tùng. Lên. Trời ơi. Cái gì vậy? Đàn bà con gái gì đâu mà đi cái gì mà không có nồi ngon có hướng đi cái sủi nổi à. Cái sao mà tía làm gì, tía la gì, tía cái ngõ nó qua đây làm gì hả? Nó có quen với con không? Hai đứa hẹn nhau đây là có ý gì? Trời ơi tía ơi, tía nói vậy là tội cho con hả? Cho con chứ cổ đâu có cái gì đâu, hình như là cổ qua đây là đem bánh cho anh Tùng hay cho ai đâu, xong con lấy con cát con ăn vậy thôi là không có gì hết trơn á. Mà tía hả? Chứ không nhớ cái lên sớm dữ vậy. Xong xuôi hết rồi, chỉ cho người ta tập rồi, nhưng mà sao tự nhiên hôm nay gió quá trời, cái muốn trúng gió trong người á. Trời ơi ghê luôn á. Thôi tê trời ơi, nhìn mặt tê chắc là cũng trúng gió hay là vô. Ô, gió vô nước vậy. Tao tắm lại nước nóng coi còn sao. Tê đi nha tê. Trời đất ơi, tội tê quá. Tía. Tía đỡ chưa tía? Con ơi, sao vô tắm nước nóng rồi mà nó cũng còn vậy à? Tía ngồi xuống đây nè, đây. Trời ơi, tía thôi hay là đây là con xoa nhẹ đầu cho tía. Đúng rồi. Rồi, trời ơi, đây nha, con làm nhẹ cho tía nha. Nó hết liền à, chỗ cái thái dương chỗ này là nó bị căng. Máu nó động lại. Đó, rồi. Đỡ chưa tía? Cái gì? Tía đợi con chút xíu nha tía. Ai bóp kèo rồi con. Trời đất ơi, anh Tùng, anh làm gì sắn sổi vô nhà ta vậy anh Tùng? Ôi trời, tía làm gì, tía chụm đầu vô tía, sao không tía? Hả? Tao làm gì cho tao đỡ gì được. Trời đất ơi, tía coi kìa. Vy ơi, Vy. Ai vậy? Anh Tùng làm gì vậy? Làm gì sân sổ vô nhà ta một hai lần vô hoài vậy hả anh Tùng? Chú Đức ơi, Vy nó đi về chứ vậy chưa chú Đức? Trời ơi, tí làm gì vậy để con trả lời với người ta nha. Vy á, đi rồi. Kiếm Vy chi? Tí con đồ ha. Tôi kiếm Vy có việc, không có liên quan gì tới anh. Không có liên quan gì. Tôi bây giờ là người yêu của Vy, là bạn trai của Vy, coi như là con rể của tía sắp tới rồi. Người lạ vô đây tôi có quyền chứ, tôi đuổi anh ra chứ. Đúng, anh đi về đi. Đúng rồi, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ nè, trời ơi tao mỏi tay quá con rể ơi. Tía đợi con tí. Trời ơi sao anh lì như vậy hả? Người ta đã đuổi về rồi, còn ngồi đó chi hả? Đi về. Mày nói một tiếng tao hốt mà tao quăng dưới đi mày tin không? Lên đâu.
trời đất ơi, anh ghen. Ngon quá. Ghen không? Rồi sao? Tía ơi. Tía là tía của con đúng không tía? Con là con rể của tía nè. Giờ con massage cho tía nha tía nha. Ôi trời đất ơi, cái gì nhỏ, cái gì không. Con massage con đang nhấn cái nguyệt giữa. Tía à. Theo tía thì Vi có thương con không tía? Mày nên dẫn con Vi đi qua gặp ba má mày ấy coi ra mắt. Ê con chạy ra mắt đấy con. Theo con nghĩ thì tía má của con á là chắc chắn sẽ thích Vi. Bởi vì sao? Bởi vì tía má của con giàu quá, với lại hiền quá trời hiền. Giàu với hiền không liên quan gì tới cái chuyện thích hết á. Có liên quan chứ. Cha mẹ của nó hiền lành, con Vi á thì xinh đẹp, thì như vậy là xứng đôi vừa lứa quá đó, còn gì nữa. Trời ơi con đừng có dấn cái chỗ đó hoài, nó đau bụng lắm. Dạ ở đây hơi bị bầm đó tía. Yên tâm đi, con chắc chắn là con cưới Vi về á là Vi sẽ có một cuộc sống sung túc và an nhàn hạnh phúc. Trời đất ơi, lúc đó con sẽ mua cho Vi một cái căn nhà phố to hơn căn nhà này. Trời ơi, căn nhà này tía ở đây nó ngột ngạt lắm. Nhà con giàu mà, con mua mấy căn cũng được nữa. Tía về ở với vợ chồng con nha tía nha. Với lại ở đây làm chi? Ở đây á hả, mấy cái người xung quanh nhiều chuyện lắm, với lại tò mò. Ở làm chi? Không có được. Tao muốn thích, con không có thích mà vợ con ở gần như con người đó tía ha. Tía ha. À xin lỗi, tự nhiên trong lòng thấy khó chịu quá. Con massage cho tía nữa nha tía. Lâu lắm rồi không quýnh lộn ta. Đi đủ ai quýnh lộn mới được. Cái gì vậy? Là... mày rảnh không? Dạ sao? Ủa bây giờ hả? Em. Em. Cái gì vậy? Em làm gì vậy? Massage cho tía. Ba. Trời, ê nè. Hả? Anh làm gì vậy? Cái này đi chân. Thôi vậy sao sống ba tôi vậy? Tôi đi nhẹ mà. Về. Ba. Ba quá về. Ê cái gì vậy ba? Ba về bây giờ. Cũng dạ ba mệt đau quá. Tiếc. Anh đạp đó. Thế sao mà đổi thừa anh? Ba sao vậy ba? Tiếc. Ba con chở ba đi bệnh viện nha. Đi bệnh viện. Ba đi bệnh. Khoan em đi bệnh viện, em đưa ba đi bệnh viện hả? Em đi mình đâu có được đâu. Anh đi chung với em, hai vợ chồng mình lo cho tía, hiểu không? Nè, anh lấy tôi hồi nào mà kêu tôi bằng vợ? Đây là ba của tôi tự đưa đi được, bắt mới tới anh. Trời đất ơi. Nó nói hai đứa cùng đưa thì càng tốt thôi, có sao đâu. Ba. Tía nhớ tía nói không? Là tía nói là bây giờ là con á phải chăm sóc cho em, đưa đón em. Bây giờ em đưa đón ba đi bệnh viện thì con phải dẫn em đi đúng không tía? Đúng rồi, đi, hai vợ chồng mình đi. Thôi nha. Ba, con đưa ba đi. Con đưa ba đi bệnh viện nha. Đi. Chú Tùng, coi nhà giùm con nha. Hồi mấy để chú đưa ba con đi bệnh viện cho. Ai bượn? Chị của gia đình người ta, vợ chồng người ta, ai mượn hả? Tiếng người ta khoan cái ly chủ động. Đợi sao? Thôi, trời ơi. Vô bệnh mà trời à. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong đã bước qua. Vì nơi đây sẽ chỉ là nhà. Có tình yêu thương với ta và cha sẽ mãi mãi trêu chè. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.